Tức là quý vị biết thì cái chip cấy vô não đó, thì quý vị biết là mới nhất thì ở cơ quan FDA họ cho phép cấy vô não một cái trường hợp người thứ hai, 3 tháng trước là có người đầu tiên. Thì bây giờ FDA đã đồng ý cấy vào cái não một bệnh nhân thứ hai cũng như vậy, tức là người này bị tai nạn, bị liệt nửa thân người, nhưng mà để làm sao họ có thể tự ra được những cái quyết định ở trong cuộc đời sống. Họ có thể là yêu cầu là người dân, người thân mình mang nước tới như thế nào đó. Thì ở trong não của họ phải phát ra tín hiệu chính nhờ cái hệ thống mà hiện nay nó gọi là Neuralink, là hệ thống cấy cái ghép cái chip vô trong não. Trước đây 3 tháng trước một bệnh nhân rồi, bây giờ thêm một bệnh nhân nữa, FDA đồng ý. Sau khi người ta thấy là cái hiệu quả để giúp cho những người có những cái tai nạn mà ảnh hưởng thần kinh. Nên điều đó chúng ta thấy là Tesla là công ty đầu tiên bán xe điện. Mà nay thì bây giờ từ cái nguồn thu của xe điện họ chuyển qua về y khoa, họ giúp cho các bệnh nhân. Và thời điểm mà chúng ta đang thấy đây là những cái người mà hưởng lợi thì chắc chắn là phải mình nói là cái công của Elon Musk tỷ phú thì cũng là có như một số cái lên án. Lý do là trong cái thời điểm mà ông thí nghiệm đó, thì theo cái luật của FDA là thí nghiệm trên thú vật 1.500, vừa có heo vừa có khỉ, thành là một trong những cái công cụ để thí nghiệm đó. Nhiều người lên án ông thời điểm đó, nhưng mà bây giờ thì sau khi thành công ở trên thú nuôi đó, thì người ta thấy rằng là áp dụng cho con người được. Tại vì hiện nay quý vị biết thì những cái loại chip này á, thì Hoa Kỳ thì hiện nay là có những cái nhà máy sản xuất chip bán dẫn riêng rồi, nhưng mà cấy vào não đó chỉ có Neuralink hiện nay mới làm được điều này. Vì biết rằng các công ty khác họ cũng muốn có công nghệ này, nhưng mà Neuralink đi đầu trong cái việc là cấy vào cái não một con chip. Trước đây đó, thì họ cấy vô con heo có, con khỉ có, để chúng ta xem coi cấy như thế nào. Đây quý vị biết là trước đây cấy vô heo đó, cấy vô cái não con heo để xem thử coi là phản ứng của nó, lúc nào nó đói hoặc là nó điều khiển được cái bộ não nó hay không. Và con khỉ để chơi game được quý vị. Ngoài vấn đề nó ăn chuối là bình thường này, khi gắn con chip vô trong não thì cái ý nghĩ của con khỉ khi họ mở cái chơi game lên, họ thấy là cái làn sóng não thông qua cái con chip đó nó biến đổi, nó thay đổi nhờ con chip đó. Mà con khỉ thì hiện nay thì biết làm sao biết chơi game, vậy mà nó chơi game được. Đây là một trong những cái tiến bộ về khoa học. Trong một thời gian tới nữa thì sau những cái thí nghiệm ở trên thú nuôi rồi ở trên con người, đây là cái kỳ thứ hai FDA approve, thì khả năng sẽ dùng cái công nghệ cấy não chip vào não đó, thì nó sẽ phát triển giúp cho nhiều người là đang trong tình trạng bị ảnh hưởng của hệ thần kinh, họ không vận động được, họ không có điều khiển được các bộ phận cơ thể qua qua con chip này, giúp cho họ. Cái việc chúng ta thấy đây là một trong những cái kỹ nghệ mà người ta thấy rằng là ứng dụng của AI, trí tuệ nhân tạo trong cái đời sống, mà nhất là đời sống giúp những người mau phục hồi lại cái hệ thần kinh của họ. Chúng ta thấy là như vậy. Bây giờ là cái mới kỳ thứ hai thôi.